Cái này là gỗ hóa thạch khai thác ở Hồ Trị An. Công phu ở chỗ là cây này gần 20 năm trên đá. Cây mọc trên đá, sau 100 năm nó vẫn sống đơm hoa. Trời, quá đẹp luôn. Đây là cái đồi tùng. Đồi tùng này là những cây tùng cổ thụ của miền Tây. Có cây tùng nằm giữa là cây tùng rất nổi tiếng, cây sông Thụ. Anh giới thiệu này đẹp quá. Cái này là tiểu cảnh Linh Sam, tất cả cái này đều có giải thưởng hết. À, cái này là anh làm ra luôn hả? Anh tự có là có người mình xử lý, mình mua từ lúc mà nó nằm ở ở công ty cây xanh Huế. Nó như một cây cổ thụ, nó là cái cây Linh Sam, nó có miền Trung. Sau đó mình về mới lật ngang sửa lại thành cái dáng bay. Rồi trồng có khoảng 10 năm sau mới lên thành cái kiểu cảnh một thoáng quê nhà. Đây là cảnh một thoáng quê nhà. Cái này là gỗ hóa thạch mà khai thác ở Hồ Trị An. Lúc mà làm Hồ Trị An thì họ khai thác, mình cắt đỉnh, lấy chóp, lấy ma tre của 10 tấn gỗ hóa thạch ráp lại thành cái này. Hồi trước nó có hai cái câu: chiều chiều dạo bước tây phương đỉnh, không tối hoàng hôn cũng nhớ nhà. Câu của tảng đàn, câu của bác cũng từ gỗ hóa thạch luôn. Nhưng mà cái công phu ở chỗ là cây này gần 20 năm trên đá, vẫn sống vẫn hoa hoa, rong này vẫn sống trên đá. Đá này cứng, đồ cứng không? Mà toàn bộ cái ma tre này là zin hết nha, không có chết. Đang hạ xuống Long Gián, còn hai bên là chữ Vương Long Gián. Thực ra nghề chơi cũng lắm công phu, có nghĩa là ảnh cũng phải đi khắp nơi sưu tập nghiên cứu thì mới ra được cái cảnh như thế này. Bạn sẽ thấy là đây là con rồng, xuống này là móng của con rồng đó. Mình nhìn đây, để được như vậy, những cái u này là phải biết bao nhiêu năm, phải rất là lâu mới đạt được như vậy. À, và cây này chắc cũng được giải đúng không anh? À, tất cả giải thì lên lầu. Những cây đây là anh đạt giải rất là nhiều giải. Cây lộc vừng này là cách đây khoảng gần 20 năm là mình đem từ Campuchia về. Cái cây cổ thụ lớn mình vẫn thu nhỏ nó lại, sửa chi tàn các thứ. Ở đây là quay gạch, nó không có ăn xuống đất được. Anh thấy hoa nó đơm xung quanh hết. Cây lộc vừng này đẹp quá. Hai cây, một cây là nữ, cây nam. Rất là cao, rất là nhiều năm. Mà cái cây này cây đang nuôi đó, rồi đến cái cây kia là cái cây gọi là thành phẩm, ví dụ vậy, thì nó mất rất nhiều công sức mà trong một thời gian rất dài. Cái này là mình mua sẵn có là mình hả, từ lúc cái mới cây nhỏ mình, riêng cục đá riêng mà mình trồng tới bây là giờ, trồng từ lúc mà còn nhỏ ôm cái cây đá luôn. Mới đầu cái gốc này nó là gừa bông, tới đây cái nuôi cái cành này, nuôi cái cành này, nuôi cái cành này, 100 năm sau nó vẫn cao thế này, vẫn dáng thế này. Có nghĩa là lúc nó mới bình ra lò to là kích thích tăng trưởng cho nó lớn lên. Khi mà thành phẩm rồi thì phải ức chế sinh trưởng. Ví dụ những cây mọc trên đá nó vẫn sống sau 100 năm, nó vẫn sống đơm hoa vậy. Anh thấy là đất rất ít mà cái môi trường sống nó rất khắc nghiệt. Cái này cây gì mà hoa nó tím đẹp quá nhỉ? Linh Sam á. Linh Sam. Cái cây tùng này là cây tùng mà sông Thụ đẹp nhất hiện giờ. Đâu cây nào anh? Cây đang nhiên nhiên trong trống hả? Cái này là duyên tùng. Duyên nhưng tùng. Mà cái trong các cái cây này chỉ có một cái cây duy nhất là có thể tích trầm được thôi. À, cây đó hả? Cây tùng này tích trầm. Anh thấy người ta làm cái nhang trầm á, người ta xây cái nhánh tùng này là người ta ra người ta trộn. Nó có cái mùi rất là dễ chịu mà thơm lắm. Riêng chỉ có cái cây này nè. Tại vì thực sự cái nhựa cây nó thơm. Cái nhựa cây nó thơm. Mà cây rất là già, rất lâu năm thì nó mới. Còn những cái cây khác thì ở cái vùng ví dụ Lâm Đồng là những cái tùng to rất là nhiều. Nhưng mà riêng cái tùng miền Tây của mình là tùng thuần chủng Việt Nam. Người ta có những giống nhưng mà nó lâu lớn lắm, anh trồng nó lâu lớn. Anh thấy ví dụ như Phật Hoàng Trần Nhân Tông là trên cái xung quanh cái khu ngồi thiền đó, là những cái tùng đó giờ là bảo vật quốc gia. Dáng thế tự nhiên đẹp đó. Nhưng mà khi ví dụ mình ngồi thiền, cái tâm linh đó mình ngồi, nó có cái sinh khí rất mạnh.
ra những người nào mới học á, mới biết chơi cái này thì nên gặp, không có tốn thời gian nhiều, không có tốn thời gian nhiều, cuối cùng không tìm cái cây gì, nhưng mà tốn thời gian rất là lâu. Là cái kinh nghiệm của mình là truyền đạt cho người chơi sao rất là quan trọng. Giống như hôm nay tôi nhìn thấy rồi, lần đầu tiên tôi thấy cây lộc vừng nó vậy, gốc 3 mét khủng khiếp luôn. Nhưng mà mình tạo thành một cái cây bonsai nhỏ, bonsai là một cây cổ thụ nhỏ. Anh thấy ở đây nó những cây phôi đó là cái quá trình nuôi nó rất là lâu năm. Cái này giống cái này hồi xưa là nó ôm cái gốc dừa, mình rút cái gốc dừa ra mình đưa cái trụ này vô. Đầu đang nuôi rễ cho nó ôm cứng này giống như cái. Rồi soạn giả ông Điêu Hiền cũng học đây, Lưu Hữu Phước cũng học đây. Đây là xe thổ mộ. Thổ mộ xuất hiện từ năm nào anh? Anh nói sơ về cái thổ mộ. Đầu tiên á thì ở cái vùng này nó có một cái ông gọi là ông Ba Xe, ổng là cái người giàu nhất của cái vùng Bình Thủy này. Cái làng Bình Thủy này là làng cổ Long Trường cổ. Thì ổng là một cái người kinh doanh vừa xe ngựa, vừa xe chắc sông, vừa tất cả thứ. Thì cái thời gian nó khoảng tầm 1910 cho đến 1932. Năm 1932 toàn bộ cái khu vực đây nó bị suy thoái kinh tế, thì nó rơi vào tay của những cái nghiệp chủ người Ấn Độ hết. Thì những cái câu chuyện này nó dừng lại. Thì trước đây là cái tuyến đường này xe ngựa chạy nhiều hết, nhưng mà nó vừa chở, hồi xưa ta vừa chở hàng hóa, vừa chở nó còn có xe ngựa mà gọi hai con kéo nữa. Không phải là... Bây giờ chúng ta cùng vào tham quan những chiếc xe xưa.